Đó, mọi người thấy không? Dì ba cỏ nè, thấy không? Tài. Cỏ gọi thằng Tài tới á mọi người. Hôm nay dì ba bán cua hơi nhiều. Thằng Linh ơi, để ăn cua này con gặp dì ba ơi. Chào mọi người nha, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay về kinh cua dì ba đó mọi người. Thì hôm nay mình đi sớm khoảng trưa 11 giờ đó, nhưng mà rất là nhiều người đợi nè. Đó, mọi người thấy không, một số đợi nè. Có cái chị nè chị. Không, chị cho em mượn cái coi nè. À, cái chị này mới tới mà bọc số 17 đây nè. Đó, chỉ 10 giờ mấy thôi nè. Đó, mọi người thấy không? Đây. Mấy cái anh này là đi làm nghỉ trưa nè, tới lấy số nè mọi người. Họ đi ăn cơm trưa rồi chút họ quay lại họ mua cua đó. Đó. Bên kia đường đó thấy không? Đó, bên kia đường. Hôm nay mình nghĩ chắc dì ba bán rất là lẹ. Tại vì rất là sớm nhưng mà rất là nhiều người đợi đây nè. Mấy cái bạn trẻ này là lấy số rồi là... trong khi đợi dì ba tới thì có mấy cái anh này báo thanh niên tới nè, quay nữa nè mọi người thấy không? Đó. Đang phỏng vấn cái cô đang đợi mua cua nữa nè. Có cái cô áo xanh này là mình vô sau thì mình thấy cô này đợi cũng là từ nãy lâu rồi đó mọi người. Để mình vô mình hỏi cô này nha. Đến hỏi cô này. Cô đợi mua cua của dì ba hả cô? À. Dạ, cô đợi lâu chưa cô? Cô đợi sợ không có lấy sổ xong rồi có mời. Dạ, cô ở đâu cô? Ở Úc. Cô ở Úc hả? À. Cô về đây chơi rồi sẵn ghé qua mua cua ủng hộ dì ba luôn. À. Dạ. Cô thấy cô biết là ở trên mạng hay sao cô? Qua trên mạng á. Dạ. Rồi cô thấy nếu mà chưa mua nhưng mà cô nhận xét là ở trên là trên mạng là nhìn thấy cua của dì ba làm sao? Dì ba ngon. Ngon hả? À. Rồi cô có biết về cái hoàn cảnh của dì ba không? Cũng còn nghe ở trên mạng rồi. Ba đơn chị còn trong còn con đó thì không kia. Dạ dạ, cảm ơn cô. Dạ, bữa nay cô mua mấy ký? Mua đệm đông ngươi nha, 70 con. À rồi rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Con này là ở bên Úc luôn, mà về thăm gia đình rồi sẵn ghé qua ủng hộ cua dì ba luôn mấy bạn. Đó, cô áo xanh nè. Ở bên Úc mới về. Cái khách hôm nay là đa phần là ở phương xa đâu không á mọi người. Đó, được chắc xem trên mạng rồi đó. Nó với thông cảm hoàn cảnh của dì ba rồi đó, tới ủng hộ dì ba. Đó. Rồi, cua ra rồi nha mọi người. Đó, bữa nay cua ra hơi trễ. Đó, nhìn cua đã không? Hấp dẫn nha. Chắc khoảng nửa tiếng nữa dì ba nữa mới đem cua ra nữa. À, theo mình được biết á, là hôm nay có nhiều người đặt cua nhiều nên là dì ba ra trễ. Rất là đông nha mọi người. À. Đông quá giờ mình chen chân vô không được nên mình đứng ở xa mình quay cho mọi người xem luôn nè.
có ba loại đầy đủ ba. Sao thích là mua cua lớn hả chú? Hả? Sao chú thích mua cua lớn của gì bà? Nó ngon. Nó ngon hả? Chú mua lần thứ mấy rồi? Hả? Chú mua lần thứ mấy rồi? Ba lần. Rồi chú thấy là lần ngon là bữa nay ghé tới ghé tiếp ha. Bữa nay chú mua mấy ký? Không biết mấy ký mà mua 5 con rồi. 18, 19, 19. Rồi. 16. 1795 nè. 18. 17 đúng rồi, 1795. 18. Đúng rồi, tối là 2. Tối là 205. Rồi. 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 Ba người mới làm sể nha mọi người. Đó. Ba người mới phụ cho dì ba chứ giờ hai người là không có kịp nữa rồi. Chị bốc số mấy vậy? Dạ em bốc số 14. 14 hả? Chị hồi chị tới đợi dì ba mua cua là bao lâu rồi? Hồi mấy giờ? Rồi từ lúc 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi tới giờ. Dạ, dạ. Nhà chị ở đâu? Dạ, Hóc Môn tới đây mua cua thôi, chị ủng hộ dì ba thôi. Đồng mà từ Hóc Môn xuống là ủng hộ cua dì ba đó mọi người. Thấy không? Đợi đi từ hồi 9 giờ rưỡi tới giờ đó. Đó. Ở Củ Chi hả chú? Chú ở Củ Chi. Củ Chi, chú xuống mấy giờ? Chú xuống hồi 11 giờ. 11 giờ tới giờ chú bốc số mấy vậy? Bốc được tới số 24 rồi. 24 hả chú? Bữa nay chú biết cua của dì ba là lâu chưa? Biết cũng chừng tháng ngoài nay à. Tháng nay. Đúng rồi, mọi người đi qua trên mạng á, mọi người đã ủng hộ dì ba nhiều lắm, có người cũng thông cảm thương cái hoàn cảnh dì ba rồi. Dạ. Cũng có người cũng ủng hộ giúp đỡ. Chú coi xem trên mạng thì chú thấy giá cả với lại cua thì chất lượng nó như thế nào? Cua thì chất lượng ngon, ai cũng khen ngon rồi đó. Dạ, 4 gạch thịt vừa thứ 3 con, để vừa vừa cho anh tí. Bao nhiêu chị tí? Từ từ để với bạn con, với bạn con lại giùm con ấy. Nhiều như qua đây lấy cua về tặng tiền cho con ấy. Ở Củ Chi nè, đợi lâu rồi nè, mọi người giờ đã mua được cua rồi nè. Đó. Mua mấy ký vậy chú? Cái này là 730.000, số lượng mình không biết. Dạ. Chứ mà khi mà mua cua được thì cảm giác chú là sao? Hả? Bây giờ thì ai cũng ăn ngon hết trơn á, thì bây giờ mình cũng mua ăn cho biết. Dạ. Rồi. Ngon thì quay lại nữa. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Chúc ngon miệng nha. Còn cái cảm giác là mình phải chờ về tới Củ Chi mình chờ. Về tới Củ Chi mình biết đúng không? Đó. À. Một chú ở Củ Chi nè, mới mua về nè mọi người. Một con gà cua thịt. Rồi, một con gà cua thịt. Ba bạn đậu rồi. Ba hai đứa tải luôn đi anh. Anh mua gì? Con thịt lớn.
kho. Đây dì ba thì khi nào chúng ta tổng một cái mâm cua chất lượng nhất vào sau cùng. 263 triệu đó dì ba, nữa lấy cua nha. Cái này đổ lại nè. Đổ lại 2 con luôn. Rồi bò hai con lớn đó cô. Bò hai con lớn, con nhỏ là 507 á. Giờ con này bao nhiêu tiền là cộng vô lên đây gì đó. Lấy hai con đó ra chị. 563 ngàn. Trừ ra 2 con. Trừ ra 3 con. Không biết là chẻ đôi giùm con đi con ăn luôn. Đâu 16 ngàn. Dạ con nhiều. Dạ chị cầm đi lát la mới chẻ cho. Con đây đúng không? Đây mọi người thấy không? Rất là nhiều người nè tới nè. Đó. Con, gạch con cốm luôn. Cốm cực kỳ ngon luôn.
Ukraine. Có còn không được nữa. Dạ, theo em thì cái việc mà rơi tiền thì chắc là hôm đó là chắc là sự cố ngoài quá chứ. Mà chắc là nhà phí đã nhận được lại. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Dạ, để cho con nói nguyên tối rồi đó nha. Đúng rồi, càng người đi vào. Đúng rồi, một chỗ. À, mình chưa hỏi dì ba bao nhiêu bán bao nhiêu bữa nay bao nhiêu ký, nhưng mà hiện giờ thì dì ba khoảng bán hiện giờ đang thừa khách rồi đó mọi người, còn cũng khoảng nhiều quá đó. Đó quay mọi người xem nha, dì ba đang sắp cua nè mọi người. Có thể là bữa nay dì ba làm cua trễ nên là mọi người đổ nóng. Bây giờ là nhờ lên mạng thì chị nọ bán được. Dì ba kêu cả nhà đóng hộ dì ba đi. Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội vậy đó, với cái mâm cua dì ba như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của dì ba không dì ba? Hay là cũng hơn. Ảnh hưởng gì đến cuộc sống của dì ba không? Thấy vui vẻ. Thế giờ nổ máy. Đó mọi người thấy không, dì ba khó nè, thấy không? Tài. Gõ gọi thằng Tài tới á mọi người. Hôm nay dì ba bán cua hơi nhiều. Ủng hộ cho dì ba. Đó mọi người, dì ba kêu mọi người là ra ủng hộ cho dì ba nè. Bữa nay dì ba ế nè. Bán nhiều quá. Thằng Linh ơi, là ăn cua này con gặp dì ba ơi. Ăn cua bên này dì ba làm cái gì? Anh qua bên này lại nè, anh tính có mày lại đẹp này. Mày đang cắm ở đi rồi, thấy con cua liền, cắt luôn. Cua giao gì cua không? Anh gặp gì ba ơi? Mới vô luôn anh, chị gái áo đen nè. Bữa nay bán ơi mắc dược quá hả? 465. Này lấy mấy ký gì ba? Rau đi gì ba, tháng bà rau. Bữa nay lấy mấy cái cua gì ba? Nhiều hơn qua. Nhiều hơn qua hả? Đó bằng qua 465. Hôm nay thì cua là bằng hôm qua nha mọi người. Hôm nay thì mình đang đưa. Tới thì rất là đông rồi, nhưng mà mình tưởng là bữa nay dì ba là bán đắt hơn mọi khi chứ, thì bữa nay là sao là bán là rất là chậm á mọi người, khoảng chừng một tiếng rồi khoảng có mấy người lại mua à. Có thể là bữa nay dì ba làm cua trễ đó, mới có được có một hai người tới đó, mới tới thôi. Khoảng nửa tiếng thì mình chỉ có hai người tới mua thôi mọi người, thấy không? Đó, mới mua thôi. Đó, dì ba khổ đó. Khách tới đó, mọi người. Không quay nhá.
tầm 3 hoặc 4 con thì chị lấy lớn. À, lát vài người đó mọi người, thấy không? Không có nhiều như hồi ban đầu, hồi lúc đầu. Ba nói là bữa nay cua không có ngon, cua thịt không có ngon, có gạch thôi. Thì cái chị gái đó, chị gái này là tính mua là cua thịt, nhưng mà dì ba nói không có ngon nên là dì ba bán lại cua gạch cho cái chị đó. Dì ba rất là nhiệt tình, coi cua có sao thì nói vậy nha mọi người đó. Làm tại chỗ cho vị khách xem luôn rồi. Lâu lâu mới có một người tới mọi người, nhưng mà chắc mình nghĩ là khoảng 15-20 phút nữa là tối đa là sẽ hết cua thôi. À, giờ cũng gần 2 giờ rồi. Thường thì khoảng chừng dì ba bán khoảng 15 phút là hết thôi, khoảng chừng 12 giờ trưa là hết rồi, nhưng mà bữa nay không hiểu lý do là tại sao nữa. Một chàng bạn trẻ là tới mua tới 4 con nè mọi người, cũng gần hết rồi đó. Năm con luôn nha mọi người. Việc mai hỏi gì đó nha. Còn quá trời ngon. Quá trời ngon. Clip mẹ em làm chưa? Mấy con hả ba? Ba ba không hả? Một con nữa. Để lắm anh chặt cho. Con này vừa thịt vừa gạch. Để con khác đi. Mẹ hai con đi ra với ba. Đây con rồi đây em nè. Cô này nãy mới mua một con cua ăn tại chỗ nè, thấy ngon quá, giờ mua thêm một con nữa nè mọi người. Chỉ còn có 6 con thôi nha mọi người, khoảng chừng gần 2 kg á. Còn khoảng 5-6 con mà bây giờ đã tới 3 người tới mua nè mọi người. 3 người tới chắc mình nghĩ là hết luôn rồi đó. Bữa nay dì ba kiểm tra cua kỹ, tại vì dì ba nói là cua bữa nay không có ngon. Còn một con cuối cùng. Đây mọi người, có cái anh trai này là mua con cua cuối cùng luôn mọi người.
là tính mua mấy ký đó, nhưng mà còn chỉ có một con thôi. Mua nhiều nhưng mà bây giờ chỉ còn một con cuối cùng. Ba hôm nay hết rồi, cảm thấy vui gì ba? Vui quá không có lời. Dì ba nay vui nhưng mà không có lời. Không có lời. Dạ, cua lên cao quá. Hôm nay là giả cua lên cao quá. Dạ, cua cao quá gì ba? Dạ. Đây giả cao cua lên cao. Dì ba đâu có dám lên giá, thôi mọi người giờ những con này nó khổ. Không, nếu mà dì ba muốn lên giá thì chắc chắn dì ba sẽ bớt. Đúng rồi, dì bớt mà. Đúng rồi. Các em lên đó nha. Lên khó lắm. Dì ba nói là bữa nay là cua lên giá nha mọi người, nhưng mà dì ba không có, nhưng mà dì ba không có bán lên giá cho khách được. Dì ba nói hôm nay lời rất là ít. Thở là thở một thân. Mình bán hồi nào giờ là 700. Cua thịt cua gạch 700, cua thịt đó là 650. Mà nhiều lên giá qua như vậy đó, chị ba đâu có dám lên. Tại vì mình bán nó quen vậy rồi. Sợ nhiều khi mình bán người ta nói mình lợi dụng thời cơ. Dạ đúng rồi. Rồi á ha, là người ta giận nó không mua. Nên mình cũng lên giá, mình cũng chịu, mình bán giá bình thường luôn anh. Cũng cốm. Như là cua cốm đó. Cua cốm là phải bắt lên đó, mà cua cũng lên luôn. Dạ, hôm nay cũng Dương Nguyễn giá cua hả ha? Nếu như mà lên thì lên bao nhiêu vậy ba? Nó không biết, mình tùy theo à, chứ mình đâu có biết được. Dạ. Tôi bán một tùy 20. Giá cua hôm nay vậy ba lấy là bao nhiêu vậy ba? Thì ở trong cái miếng đó ghi vô đó gì ba không? Dạ, dạ chỉ biết là giả lên thôi đúng không? Ừ. Dạ, còn đi giả cụ thể thì chị ba không nằm. Tại mua chủ quen mà. Buồn quá. Buồn quá. Hôm nay chị ba buồn lắm ạ. Dì ba đang chia sẻ cái hoàn cảnh của một người khó khăn ở gần nhà dì ba đó mọi người. Nhà đó là nhà trọ. Thế là nó muốn tìm được cái nhỏ đó thì sao? Đi đường nào? Thì bây giờ qua bên nhà dì ba. Nhà dì ba. Rồi á có con nhỏ mà mình phụ với dì ba nó dẫn lợi nhà. Thì như vậy đó, chứ còn dì ba đừng biết nhà ở đâu. Cũng ở đó đó. Mà hiện tại bây giờ á nó bị tương đường nặng lắm á. Từ sau vô trọng bị cưa. Cưa chân. Cưa chẳng mà giờ nó không có tiền, không có đồng nào hết á. Đó, dì ba kiếm cái gì vậy? Bây giờ mấy em mới đi kêu gọi dùm, đúng không? Đó, đăng lên vậy là có cái mạnh một con nào. Cả nhà ơi, ba có một cái ý kiến thôi để mình đồng ý. Là cả nhà ở nước ngoài, trong và ngoài nước có ai mà ủng hộ thì có một cô quán đó ở gần nhà dì ba là bị tiểu đường. Cưa chân luôn. Cưa chân. Nhưng mà gia đình rất là khó khăn, ví dụ ai mà có khi mình kêu gọi ai mà có ủng hộ thì cứ gửi tiền cho mình sẽ trực tiếp đi thẳng đến nhà cô bé đó, con có đúng là sẽ được như vậy hết không? Trong một mấy tuổi, năm mươi mấy tuổi rồi, năm mươi mấy, năm mươi mấy tuổi rồi. Năm mấy tuổi mà nhỏ nữa. Ủa? Bảy mấy rồi. Cái gì? À, sao nhỏ hơn gì ba nó năm mấy thôi. Bảy tuổi lần hai, ba lần hai là hai nhấp. Đúng không? Đúng rồi. Giúp đỡ. Vì ba muốn giúp đỡ nhiều. Người ta giúp 500 mà. Người ta nói thì dì ba một ngày dì ba lời nhiều tiền lắm, thôi giúp đại 1 triệu đi. Người ta kêu dì ba một ngày lời 10 triệu. Ừ. Trời. Một tháng lời mấy chục triệu đến 8 triệu mà. Bây giờ nếu mà được như vậy thì dì ba cũng sẵn sàng giúp đỡ nhiều hơn. Dạ. Còn giờ dì ba không có tiền đó, dì ba giúp có 500 mà. Rồi lần nào trả nợ xong dùng, rồi ai sao sao mình có khả năng thì mình giúp đỡ nhiều. Dạ. Còn bây giờ nợ nần đang thiếu. Dì ba nghe nói là dì ba cũng cần tiền quá. Tại vì dì ba không có tiền giúp cho ta vậy.
chợ dân vừa bây giờ thì ba cũng đừng khổ. Người ta có tấm hồng kêu gọi thì là được rồi. Người ta cho 500 là được rồi. Mọi người cho ở xóm người cho 50 trăm. Mà nói chứ bánh thì đủ cái bệnh đó mà. Ăn cái lương mà nó cũng cây thanh hoài. Nó sẽ qua thời này. Nó có chồng có con thì con nó giờ đang có cái bán số. Chồng chạy xe đâu